Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị đồn có người mới, Hoa Minh Di bức xúc lên tiếng. Hoa Minh Di lên tiếng trước thông tin mạng xã hội cho rằng cô đó có bạn trai mới sau khi độc thân khoảng một năm. Sau khi tuyên bố đừng ai nấy đi với thiếu gia Minh Hải vào tháng 2 năm ngoái, cho đến nay Hoa Minh Di vẫn đang độc thân. Cô chỉ tập trung vào việc chăm sóc con trai, song song hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Hòa Minh Mới đây Hòa Minzy đã không giấu khỏi sự bức xúc trước thông tin thất thiệt liên quan đến bản thân cô. Vì trước đó đã có một fanpage đưa tin nữ ca sĩ có bạn trai mới sau một năm lẻ bóng. Cụ thể trang này còn đến kèm thêm hình ảnh Hòa Minh Di chụp cường ST Sơn Thạch ghép với khoảnh khắc nữ ca sĩ đứng bên cạnh một người bị che mặt chưa dừng lại ở đó trang này còn khẳng định st sơn thạch lỡ miệng tiết lộ hòa minh di đã có tình mới cộng đồng mạng vui vì cuối cùng mẹ con bé bo đã tìm được chốn nương tựa danh tính đàn trai nghe thôi đã thấy hợp hơn hẳn người cũ đứng trước thông tin này hòa minh di chia sẻ lại bài viết trên và khéo léo đập tan tin đồn thông qua ba chữ linh tình quá story mới nhất của hòa minh di ở trên trang cá nhân ở dưới phần bình luận, đa số người hâm mộ của Hà Minh Di đều vô cùng phẫn nộ trước việc nữ ca sĩ bị đưa tin thất thiệt về cuộc sống đời tư. Ai viết bài này chắc muốn làm biên kịch nhưng bố mẹ không cho. Chính chủ cũng không thể ngồi yên, thiệt là quá suy diễn rồi. đa số người hâm mộ của Hà Minh Di đều vô cùng phẫn nộ trước việc nữ ca sĩ bị đưa tin thất thiệt về cuộc sống đời tư. Trước đó, Hà Minh Di từng vướng vào nghi vấn hẹn hò với ai sắc bởi phản ứng hóa học bùng nổ cùng đàn anh trong một chương trình. Ngay sau đó trong một live stream, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Trời đất ơi, không có đâu mọi người, mọi người xem cho vui thôi, anh ai sắc với bé Phương Nhi đẹp đôi hơn, hoa có em bé rồi, già rồi. Dù nhiều lần được khán giả đề cập đến việc nên tìm kiếm nữ kê phù hợp, tuy nhiên Hòa Minh Di đều có động thái khéo léo từ chối. Con trai Hòa Minh Di được trả công bằng kẹo mút để PR cho mẹ, giọng nói chuẩn trai bắt lại tròn vành rõ chữ gây mê. Nhóc từ nhà hòa Minh Di nơi đây đã biết pi rời cho mẹ bằng chất giọng cực dễ thương. Sau khi quyết định đường ai nấy đi với thiếu gia Minh Hải, cuộc sống của Hòa Minh Di bên con trai nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn luôn chăm sóc cho con trai cưng rất tốt. Lớn lên dưới vòng tay yêu thương của mẹ, bé Bo cũng ngày càng thông minh, lém lĩnh và hiểu chuyện hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Hòa Minh Di đang là người chăm sóc và nuôi nấng bé Bo khôn lớn. Càng lớn cậu bé càng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Cho đến mới đây, trên trang TikTok riêng, trợ lý của Hòa Minh Duy đã hé lộ một đoạn clip cực đáng yêu của bé Bo. Theo đó, sau khi mẹ mình cho ra mắt sản phẩm mới, Nhóc tỳ đã nhận ngay một cây kẹo mút ngon lành và thoải mái PR cho mẹ. Mọi người ơi, mọi người hãy bật tình yêu lên của mẹ Hòa Minh Duy nhé, trái tim, con cảm ơn mọi người. Có thể thấy Nhóc Tì đã có những biểu cảm rất dễ thương, lại còn nháy mắt thở thính và khiến khán giả lại lụi tim. Nhóc tiền được trả công bằng một cây kẹo mút để Peter cho mẹ. Cậu bé gây sốt với độ đáng yêu khó cưỡng. Chất giọng chuẩn trai bắt cũng gây mê không kém. Bé bò này còn biết nháy mắt thả thính. Bên cạnh ngoài hình điển trai chuẩn sát ca nhí, con trai Hòa Minh Di này còn gây sốt vì chất giọng chuẩn trai bắt vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Hơn nữa cậu bé cũng đã nói chuyện tròn vành rõ chữ và không còn ngọng như trước. Qua đó, nhiều người cũng cảm thấy ngưỡng mộ Hòa Minh Di vì đã có một cậu con trai cực kỳ đáng đồng tiền bắt gạo quý tử nhà hòa mình di đang sở hữu lượng fan vượt trội. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.